Hello, chào các bạn. Thì hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn để thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Được chưa? Đây là khóa thi 234. Phần thi các bạn gồm có phần Windows, phần Word, phần PowerPoint và phần Excel. Đầu tiên là phần Windows là trong thư mục đang làm việc hay gọi thư mục gốc, tức là tùy thuộc vào đề bài người ta yêu cầu đặt ở đâu. Ví dụ như Hoàng đặt ở document. Được chưa? Bạn có thể đặt command WC gì đó, máy computer gì đó tùy các bạn nha. Được chưa? Thí dụ như đây là command. Cái chụp file các bạn chọn new folder để bạn tạo thư mục nha. New folder. Được chưa? Ở đây là thư mục là spot. Rồi. Cái hai nó là music. Cái chụp file new folder music. Rồi, thứ ba các bạn nó là gì đây? Là rock. Cái chụp file new folder rock. Rồi. Còn người ta yêu cầu là trong thư mục spot tạo hai mục là football và Sanit. Để chụp phải new folder football. Rồi, để chụp phải new folder tennis. Rồi, trong thư mục music thì đó là bop. Rồi, trong thư mục music thì tạo cái thư mục đó là bob. Để chụp phải new folder bob. Và trong bob để tạo hai thư mục nữa là lexicon và country. Để chụp phải new folder lexicon. Và thứ hai là chụp phải nè new folder đó là country. Đó, country. Rồi. Tiếp tục tìm và sao chép hai tập tên TXT có dung lượng là nhỏ hơn 20 KB hoặc bằng 20 KB chép vào rock. Đó thì ở đây các bạn là new folder TPC gì đó từ các bạn ha. Được chưa? Chấm TXT. Rồi yêu cầu nhỏ hơn 20 KB nha các bạn. Đó đây. Rồi. Chấm TXT. Đây kìa. Đó, đây. Đó, đây, có rồi các bạn. Đó, nhỏ hơn 20 KB. Dừng được rồi. Này, hoàn chọn hai cái này, Ctrl C. Người ta yêu cầu bạn đem vào cái thư mục đó là rock. Rồi, đem vào cái thư mục rock ha. Ctrl V. Được kìa. Rồi, sau đó người ta yêu cầu bạn đó là nén cái thư mục rock này thành nén tm.rar. Nó rock đây. Nó lít chụp phải actual nén tm.rar. Được không ạ? Nén tm.rar tm.rar. Ok. Được chưa? Thì cái này bạn lưu ở đâu thì bạn cắt đem đi. Lưu tại box Ctrl X đem vô đây, Ctrl V. Được chưa? Rồi, sao chép tập tên trong rock vào thư mục music. Rock đây, Ctrl C, đem vào music, Ctrl V. Rồi, sau đó đổi tên, đổi kiểu tập tin thành DNA, tức là đổi cả hai luôn nha các bạn. Đó, đổi cả hai luôn. Tới đây các bạn lấy chụp phải bằng rename để cách nhanh nhất, INE. Được chưa? Ở đây cũng vậy, lấy chụp phải rename. Đó, bạn đổi như là cách nhanh nhất, chấm INE. Được chưa? Rồi. Sau đó đặt thuộc tính chỉ đọc cho music. Music chỉ đọc đây, hai này. Lít chụp phải, romantic, read only, apply. Ok. Rồi, đây là xong phần Windows. Các bạn thấy là khá là đơn giản nha các bạn. Tiếp theo là mình đi thêm phần Word. Phần Word ở đây các bạn thấy nè. Ở đây các bạn lưu ý nè, cẩn thận nha. Ở đây các bạn nhìn nè. Đây, đây là cái Word Art ha. Rồi, cái Word Art. Này, Word Art đây. Insert ha, Word Art nè các bạn. Nó kiểu nào cũng được nha. Rồi. Sau đó gì đây? Cái phía trên này. Được chưa? Phía trên này cho đến trắng ha. Nó ở đây các bạn thấy nè. Nó được nó cong cong. Đây. Nó cong cong đây. Nó cong lên đây. Được chưa? Đó các bạn thấy. Rồi, hoặc là ở đây các bạn thấy nè, nó đi hết nguyên cái. Vậy thì bạn cho cái này nè. Đây. Có một cái loại này ở trên nó cong, ở dưới nó thẳng nè. Đó, tự tự nè.
nó qua đây được, đó được chưa? Rồi nhưng bạn thấy nó có thể chưa giống lắm, thì còn bạn làm một cách khác là bạn chia nó làm hai cái quật hạch, nó hai cái quật hạch bạn làm hai cái được mà, nó bằng hai cái được này, coi coi được không, được chưa? Tức là mình kiếm coi đây quật này cong cong tròn đó nè, đó tức là mình kiếm thử coi cái nào nó phù hợp. Không có thì bây giờ hoàn trả lại đi cái hôm bình thường đây, cái quật ạt hoàn tròn cái quật ạt bình thường trước đã, nó quay lại cho một cái quật ạt khác đây, đổi nó đây đó, được chưa? Rồi cái trên này nó sai tùm lum quá thì mình bỏ đi đó, nó hồi lay lại đây đây được không, đây các bạn thấy nè, quật ở đây các bạn thấy ở đây mình gì đây, cái này là một cái quật ạt, insert quật ạt này một cái nha. Rồi sau đó gì đây, cái này lại tiếp tục một cái quật ạt nữa, nó tức là mình đang hai cái quật ạt thôi được chưa. Rồi cái này bạn kéo xuống như này chút xíu được chưa. Rồi cái này thì các bạn chọn chế độ nó là watch state nè, bạn cho nó square nè, cho đẩy qua xung quanh đây. Rồi cái quật ạt này á thì bạn cho nó chế độ nó là gì, nó cong nè đây nó. Rồi cái quật ạt này á thì bạn cho nằm ở phía dưới, nhưng bạn cho chế độ nó là top bottom để cho đẩy qua xung quanh này, nó giờ này nằm ở phía dưới các bạn đó. Rồi cái này trong đây nó chữ liền rồi cái đó thì bạn làm chữ liền rồi cái đó đây, màu nền màu đen màu đóng gì đó đây, giả sử người ta màu gì đây các bạn, người ta màu đỏ ha, đỏ thì mình đây màu nền nè các bạn, màu đỏ nè nó này cũng vậy nè, nó quét thiếu nha, này quét thiếu nè đây đó, Ctrl A cái đi màu đỏ ok đó mình thấy không ạ. Cái độ bóng nó đen ngoài sao bạn muốn thêm bớt gì đó thì bạn có thể thêm bớt đây, độ bóng ha, độ bóng đây đó, đây cái bóng đó nè đó, bạn vô số xanh nè đó, rồi độ bóng là bạn chọn một cái độ bóng nè, cái bóng này nó màu màu đen nè, rồi bạn tăng cái độ bóng luôn lên hay gì đó tùy các bạn nha, giảm xuống gì đó. Bây giờ cái này là bốn phần từ, các bạn có tăng lên bớt xuống gì đó hai ba gì đó, đó. Cho nó quay lên bao nhiêu độ gì đó đây đó, bạn ngồi bạn chỉnh từ từ được chưa, bạn ngồi bạn chỉnh đó được không, rồi bạn chỉnh hoàn chỉnh một cái phía trên thôi. Rồi tiếp tục ở dưới này các bạn thấy nè, xem dư luận gì đây, đây cho đến đoạn này nó xem dư luận cho đến rồi đây nó các bạn thấy nè, nói gì đây nó rock cap nó, nhưng mà rock cap vô sâu ở trong nha, nó đều hai chữ nhưng mà rock cap vô sâu ở trong thì các bạn thấy nè, insert nè, rock cap nè, nó rock cap hai thôi đây, hai thôi, nhưng mà cái gì đến cái chữ đầu tiên này bạn thấy nè, nó là không nè, hàng cho nó khoảng là 3 cm ok đó được chưa đó, thấy không? Nhưng mà này vô sâu quá không đúng. Rồi bây giờ Hoàng trước mắt thì Hoàng sẽ giải quyết nó là cái 2 cm cái đây ok được chưa, một cái rồi cái chữ này không phải là róc cáp nữa ha, đó ở đây cái ra quần này không được róc cáp được kìa, đây cái chữ này ra quần đây róc cáp là một cái nó của nó đây hai ok được chưa. Rồi bạn thấy nè, cái này được đi vô, nó đi vô được chưa, thì bây giờ hoàn chọn khối nè, nó bây giờ lên chụp phải bar wrap nè, nó phút line nè, rồi cho nó này vô sâu cho một chút xíu là khoảng này chỉ ít này khoảng cho 2 cm nè, nó được chưa. Rồi cái này các bạn thấy nè, nó di chuyển quá nè, nó là kéo nó lại đây đó, đây được không ạ, nó ở đây cũng vậy này, kéo nó lại xem lại chút xíu thầy bây giờ giống mẫu hẹn các bạn được. Rồi này là 1.5 like nha, bây giờ lấy chụp phải nè, bar wrap nè, 1.5 like ok đó. Rồi ra quân này nó hơi lớn ha, nó thấy 3 nè, bây giờ thì kiểm tra cái ra quân này lại giờ thu rồi ha, rock cap này kiểm tra lại nha, rock cap là 3 nè, thu 4 luôn, thu lại 2 thôi ok đó, kiểm tra lại rồi trong đây không có gì hết được chưa. Rồi tới lịch bóng thi đấu được chưa, lịch bóng thi đấu bóng đá đây, đây là các bạn thấy nó in đậm lên chữ màu xanh thôi, in đậm lên chữ màu xanh ha.
Dạ. Rồi có đoạt cái block của game mà thì bạn đánh lại nè. Đó, này đang chữ thường. Giờ bạn đánh lại thành chữ cái block thôi. Lật thì đóng lá ha. Lật thì đấu bóng đá của các đội tuyển tháng 9 năm 2009 đúng không? Đó, tôi vẫn đánh cái này thành cái block thôi. Rồi canh giữa là cái được rồi. Rồi ở đây là gì đây? Cái này là cái bảng ha, cái bảng chưa. Rồi, cái bảng này các bạn nhìn coi nó gì đây. Nó gồm coi có một cột nè, này nó thiếu một chút xíu ha. Thiếu ở đây chỗ này thì có thể là gì đây. Rồi đây là cái khung lớn ngoài. Ok, các bạn đã nhìn thấy nè, nếu nhìn chung á thì đây là một cái bảng gồm có một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Rồi, gồm có bốn cột, một dòng, hai dòng, ba dòng. Rồi, và bốn dòng, bốn cột, bốn dòng. Mình sẽ giải quyết nó trước. Như đây. Rồi, mình bắt đầu sửa từ từ. Insert nè, table 44. Rồi, bây giờ đầu tiên nó là gì đây? Thể thao nó là một ô bình thường. Rồi, còn lại nó được gom lại. Rồi, insert table 4 4. Ok, thể thao là bình thường một cái. Rồi, chữ thể thao. Rồi cái khúc này thì có thể là cái hình nha các bạn. Này cái hình nha. Rồi, nhưng mà tôi che rồi. Rồi bây giờ chữ thể thao. Giải quyết nó vô đây. Rồi, chữ thể thao ha. Rồi chữ T thao thôi chứ nhầm. T rồi cách trang cái thao hoặc là viết liền cũng được. Ok, rồi bây giờ này các bạn thấy nè, ở đây rock cap có được không nha. Đó, các bạn thấy nè, rock cap thử nha. Insert rock cap, các bạn thấy nó bị che lại rồi, mình không có rock cap nên mình sẽ tăng chữ lên nó và bật in đậm được chưa. Là một cái. Rồi này nó cũng vậy, cái này nó cũng tăng lên luôn. Nó và nó in đậm luôn. Được không ạ? Đó. Rồi. Cái này tự nhiên tăng nhiều hơn chút xíu. Nó được không các bạn? Đây. Nhưng mà thấy tăng hơi quá rồi, thì mình thu lại chút xíu. Rồi, một cái. Và cái dòng này. Nó và cái này nó là gộp hai ô. Lít chuột phải nè, men gesell nè. Rồi. Ở trên này một dòng và dưới thái lan việc lịch thi đấu bảng A. Nó lịch thi đấu bảng A thì các bạn thấy nè, mình sẽ thu nhỏ lại cái này. Đó. Được chưa? Và đây cũng sẽ thu nhỏ lại. Đó, để gì đây? Để chút xíu cái này, hai này là màu trắng nè. Đó, còn kia là màu đen. Rồi lịch thi đấu bảng A đây. Ctrl S, Ctrl V. Được chưa? Mình giải quyết từ từ. Rồi này có in đậm lên. Nếu có lịch thi đấu bảng A gì đó. Rồi cái này được tô màu đen. Cái tô màu thì các bạn vô đây, bạn chọn màu nó này, màu đen. Rồi canh giữa nó cái layout ngay chính giữa luôn. Được chưa? Rồi bạn thấy nè, hai cái bên này nè, nó đều nè. Đó. Được chưa? Rồi giống qua trên rồi. Quan thấy này đó. Các bạn có thể điều chỉnh nó qua chút xíu. Cái này rộng lên chút xíu. Đó. Được chưa? Cho giống mẫu. Rồi tiếp tục là gì? Nguyên cái này nó gộp lại luôn. Lít chuột phải nè. Mình gửi sale đây. Rồi Thái Lan Việt Nam 18 giờ đây. Cái đoạn này Ctrl S đem lên đây, Ctrl V. Được chưa? Rồi sau đó được biểu tượng đầu dòng. Đây biểu tượng đầu dòng các bạn đây. Rồi là thứ nhất. Biểu tượng đầu dòng này nó sát vô thì mình cho nó sát vô bên đây luôn. Rồi cái này kéo qua đây. Ok. Rồi là thứ nhất xong. Rồi ở trong đây các bạn thấy nè, nó có tab ha, tab phải. Tab phải thì đây
như đắp vô đây. Được chưa? Điểm dừng nè, tab nè, đường số 2 set ok. Được chưa? Đây tab phải. Rồi. Tiếp tục. Rồi lịch thi đấu bảng B thì tương tự, nhưng mà bảng B này á thì nó có thể là gì? Cái đường này hơi nhỏ nhỏ. Được chưa? Thì Hoàng sẽ dùng một cái rồi, này là một cái đường nhỏ, thay vì thêm nó vô thì nhìn nó thêm nó ba dòng nữa rồi. Đây, quay đó bảng B này các bạn thấy nè, nó gộp với bên đây luôn, nó là mấy đây? Đó, nó là 3, ở đây thì nó lại tiếp tục là gộp 3 lại. Được chưa? Đó, gộp 3 lại. Được chưa? Và ở đây nè, đây, nó điều chỉnh rồi các bạn. Nè, điều chỉnh sát luôn nè. Đó, cái này nó sát nữa. Được, mà do này máy mình hết rồi. Đó, được, nó sát luôn. Được, nó đây. Ở đây cũng vậy, điều chỉnh sát luôn. Được. Rồi dưới này thì nó gặp lại lấy chuột phải nè, mình gạt sao nè. Đó. Đây à, lịch thi đấu bảng B nè, Ctrl S nè, Ctrl V trên nè, rồi này nè, ở dưới nè, Ctrl S nè, Ctrl V nè. Đó. Rồi lịch thi đấu bảng B nè được in đậm lên nè, tăng chữ lên chút xíu nè. Nó lấy design nè, màu nền nè. Đó, về canh chính giữa trong layout nè. Đó. Được chưa? Rồi. Yeah. Còn cái này thì nó hơi nhỏ thì bạn có thể thu nhỏ lại chút xíu nữa. Đó. Nhưng mà nhìn nó sẽ xấu đi. Được chưa? Nên nó sẽ tương đối như vậy thôi. Đó, được không các bạn? Được, tại này nó kích cỡ nó cái ô này là hết rồi. Đó. Được chưa? Kích cỡ cái ô này là hết rồi. Đó, không thể nào mà nhỏ được nữa. Được rồi. Đó. Yeah. Đây. Đây kích cỡ ô mình là hết rồi. Ừ. Kích cỡ ô mình hết rồi. Đó, nó không có thêm được nữa các bạn. Thêm nữa nó lỗi. Rồi, nên nó để ở mức độ vậy thôi. Được chưa? Ừ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là gì đây? Đặt tab ở đâu? Biểu tượng đầu dòng. À rồi, ok, đây. À, đây. Biểu tượng đầu dòng tiếp home. Mình kiếm biểu tượng đó ha. Đây. Được chưa? Bạn điều chỉnh này. Đó, kéo nó. À đây. Rồi, sau đặt tab nè. Tab là tab gì đây? Các bạn quan sát tab phải tiếp nha các bạn. Đó, tab phải đây. Đó, nhí đích chọn điểm dừng. À, loại tab đường số 2. Set ok. Trong bảng thì muốn chạy tab được thì nhấn Ctrl tab nha. Rồi, ở bên đây là cái hình đem vô. Đó. Được chưa? Đây là cái hình nha. Có thể người ta không có chèn vô. Đó, thì đây thu nhỏ cái lại nè. Nó đưa cái hình lại kích cỡ lại phù hợp chút xíu. Được chưa? Mình cho format nè, có đóng khung nè. Đó, về kích cỡ này nè. Đó, bây giờ thầy sẽ điều chỉnh kích cỡ lại nhỏ xíu ha. Được chưa? Đây. Đó, rồi cái hình này chọn ở chế độ nó là thầy sẽ chọn chế độ nó là bị 2. Được chưa? Đó, ok. Đó, bây giờ cái chế độ này bị 2 nè. Nó bạn thấy rồi, sau đó này hoàn kéo cho nó bự lên chút xíu. Đó. Dạ, kéo cho rộng lên chút xíu. Hoặc là Hoàng cho thay chế độ bị 2 á. Được chưa? Thì bây giờ Hoàng sẽ cho chế độ nó là chế độ đây, chế độ nó xuôi đẩy qua xung quanh. Đó. Được chưa? Sau đó Hoàng gộp hai cái này, hai cái bảng ô lại. Menger cell đây. Đó bạn thấy. Được chưa? Đó, đẩy qua xung quanh nè. Đó. Được không ạ? Rồi. Rồi cái này thì cho nó canh ngay chính giữa thôi. Chuyển giữa trong layout nè. Nó cái độ rộng độ này thì các bạn lên cho nó là bar graph ha. Ở đây các bạn ở đây không có bar graph được kìa. Đó, trong đây không có bar graph nó mất tiêu rồi. Đó, table row bánh tì ở đây ngay chuyển giữa này ha. Row column cell ha, ngay cell ngay chuyển giữa cell. Ok. Rồi, thì giãn cách nó ra thì bạn thấy nè, cái độ cao chiều rộng luôn kia nó ở đây. Thì ở đây hoàn có thể chỉnh nó thêm ở bên đây có được không nha. Đây. Nè. Chiều cao, chiều rộng, wise được chưa? Nó thì bây giờ ở đây các bạn thấy nó chỉ nó hết rồi. Được chưa? Rồi bây giờ thì canh ngay giữa rồi kia xong hết rồi ha. Rồi bây giờ cái này ha thì giãn cách nó ra.
giãn cách nó ra nhìn cho nó đẹp nha. Kim cảnh hôm nè, nó giãn cách ra nè bạn, 1.5 like nè, nó sẽ tương đối ha. Này cũng vậy nha, cho ngay giữa phần này chế độ nó là 1.5 like, nó 2 chấm cũng được, 2 chấm bạn thấy nhìn nó đều hơn. Bây giờ cái này Hoàng cũng cho nó là 2 chấm luôn đó, được không ạ? Bạn thấy nó tương đối đều rồi. Bây giờ cái cuối cùng các bạn là gì đây? Cuối cùng các bạn ở phía dưới này nó là một cái text box ha, hoặc là đúng khung của Stein cũng được đó. Bây giờ thi đấu này Hoàng cho đi xích lên chút xíu rồi. Ở đây các bạn thấy nè, bạn có thể đóng khung border setting đó, đây, đóng khung border nó đây, đó, đóng khung border. Rồi sau đó bạn thấy toàn bộ đường này nó đường viền đen thôi, đường đen này hàng cho nó là 2-3 phân tử đi, đó, 3 phân tử cho nên đậm lên. Ở trong đây có màu setting, màu nó màu xanh màu vàng gì đó. Rồi bạn muốn chỉnh màu gì thêm thì bạn ngồi đó chỉnh đồ kia thêm nó vô đây, đó, tức là vô đây bạn chỉnh đồ kia đây, nó tạm thời là vậy ha. Cho barap đồ kia đây. Thì bạn muốn chỉnh nhiều hơn nữa thì bạn phải vô đây bạn chỉnh nè, màu color rồi là chỉnh màu rồi kia, pha màu rồi kia, rồi kia lại đây kìa. Đó, ok đó, tức là ở đây bạn pha màu rồi kia, hoặc là bạn chỉnh trong tích trong bạn không đặt này là một cái bảng cũng được, tức là tùy theo bạn làm thấy nào giống in đậm lên nè, canh ngay giữa nè đó. Thì bạn thấy này nó tương đối rồi. Thì màu sắc thì nhiều khi bạn có những cái bạn chỉnh nó giống hoặc là gần giống trong Hoàng thôi, nó chứ không phải lúc nào mình cũng y chang được, y chang được. Đó, ok các bạn. Thì cái này nó chỉ mang tính tương đối thôi, thì nhiều khi cái bar graph đồ kìa, cái hình nó mình không có, đó, hình màu như vậy mình không có, mình chỉnh được kìa, đó, nó không phù hợp lắm. Đó, rồi, thì ở đây là mình chỉ mang tính chất tương đối thôi, màu thì bạn có màu kìa đó. Này màu xanh bạn cho nó màu xanh, cái chữ màu xanh đồ gan gì được rồi đó, bạn được quyền làm nhiều, bạn không nhất thiết phải làm y chang 100%. Để làm y chang 100% thì bạn ngồi bạn chỉnh màu sắc mấy cái này đồ kia rất là lâu đó. Rồi thì đây là phần Word. Tiếp theo phần PowerPoint, thì phần PowerPoint thì các bạn mở lên các bạn làm bình thường nha, các bạn mở lên các bạn làm bình thường. Và bạn nhớ nè, các bạn nhớ thì mình mở ra PowerPoint thì Hoàng không có đánh nội dung phân bản vô nha, các bạn tự đánh phân bản vô đó, các bạn tự đánh phân bản đây kìa, đó, và chỉnh sửa những cái yêu cầu này dùng Hoàng đó, đánh chữ đồ cái text box background đồ kia đó, đây kìa, background đồ kia thì bạn có thể là lấy chuột phải format background nè, lấy chuột phải format background để bạn chọn cái background bạn mong muốn đây kìa đó. Rồi bây giờ người ta yêu cầu các bạn yêu cầu là gì đây, size 2 tự động xuất hiện sau size 1-3 giây. Dạ, thì các bạn vô transition nè, chọn size 1 nè, chọn transition, các bạn chọn after, hay còn có nghĩa là thời gian trình chiếu của size 1 là 3 giây đó. Được rồi, hoặc là size 2 xuất hiện sau size 1 3 giây, hoặc là thời gian trình chiếu của size 1 là 3 giây cũng là một câu. Các bạn vô transition, các bạn chọn after lên 3. Câu số 2, hiệu ứng chuyển động các đối tượng trên size, tức là ở đây nè, các đối tượng đây là gọi là các đối tượng thôi. Các bạn vô animation các bạn chọn nha. Thì các bạn có thể chọn thêm tìm hiểu thêm những ngôi sao màu xanh, màu đỏ, màu vàng này, gặp vào màu trắng. Còn nếu không vô thi các bạn nhấn Ctrl A, các bạn chọn ngôi sao màu xanh là đủ rồi. C2 các bạn nhấn Ctrl A, các bạn chọn ngôi sao màu xanh là đủ rồi. Giờ câu số 3, hiệu ứng mỗi size phải khác nhau, có nghĩa là hiệu ứng xuất hiện của size, các bạn vô transition là các bạn chọn hiệu ứng ở size 1, qua size 2 chọn transition display. Được chưa? Đây là phần tiếp theo của phần PowerPoint. Được chưa? Và câu cuối cùng, phần tiếp cuối cùng các bạn đó là phần Excel. Phần cuối cùng các bạn là Excel, các bạn làm dữ liệu được đính kèm. Dạ, các bạn làm như sau, đọc đề và mình làm. Rồi, đầu tiên các bạn thấy đó là mặt hàng. Người ta yêu cầu mặt hàng, người ta yêu cầu bạn phải ra được cái gì? Nó tên hàng, rồi cái gì đây? Mã hiệu, được chưa? Đó, đây, tức là tên thương hiệu nó được. Đầu tiên nó là tên hàng nè. Đó, rồi gạch nối với tên thương hiệu, tức là hai cái vlookup cấp chồng nhau thôi chứ các bạn không có gì hết các bạn. Đó. Thì đầu tiên mình giải quyết từng cái. Đầu tiên cái VLOOKUP 1 thì bạn ra được tên hàng. Rồi giờ tên hàng các bạn là 3 là ES đây, là cái mã này. Rồi giờ chấm phẩy, bảng dò các bạn quét này, mình sẽ ra được cái tên hàng trả về cột 2, cách dò bằng là 0. Sau đó bằng ghép nối. Rồi giờ cắt ra, gạch cắt ra. Rồi giờ bạn phải đặt trong một ghép thì nó ý nghĩa. Ghép nối cái gì? Cái thương hiệu ở phía sau này. Thương hiệu phía sau này tiếp tục là một cái VLOOKUP. Được chưa? Nó dựa vào cái D4 chấm phẩy. Bây giờ bảng dò các bạn quét cái bảng này nè các bạn. Nó F4 trả về cột 2, cách dò 0. Enter thì bạn sẽ ra được kết quả nha. Bạn ra được kết quả. Rồi sau đó bạn sao chép công thức xuống. Nó ra được đáp án cho bạn ha. Đèn chống thấm gì đó. Được chưa?
Rồi tiếp theo người ta yêu cầu bạn là cái đơn giá. Đơn giá người ta yêu cầu dựa vào cái bảng này nha các bạn. Đơn giá dựa vào cái bảng này nha. Đó, đây. Giờ đơn giá bạn dựa vào cái bảng này. Thì ở đây các bạn là dùng là VLOOKUP. VLOOKUP trị dò các bạn đó, nó là gì? Là cái mã hàng chấm phẩy. Giờ bảng dò các bạn nè, đây. Giờ đây là bảng dò từ B17 đến D19 F4 trả về cột 3 cách dò không thì nó là chữ. Thì bạn sẽ ra được đơn giá nha. Sau đó bạn sao chép công thức xuống. Rồi, tiếp tục. Sau đó người ta yêu cầu giảm giá nếu đàn chó lớn chụp mica và ngày bán là sau ngày này thì giảm 5% số lượng nhân đơn giá. Lưu ý giảm giá này quy ra tiền luôn các bạn. Nó tức là đầu tiên mình giải quyết từng cái đi các bạn. Mình giải quyết từng cái đây. Đó, tức là đầu tiên mình giải quyết cái if đi. Nếu nếu bài này có hai điều kiện thì mình dùng and. Được chưa? Người ta yêu cầu bạn cái mặt hàng nó là chống đàn chó lớp lớn chụp mica. Đó, đây, tức là ở đây Hoàng sẽ dùng thêm một cái VLOOKUP nữa để ra chữ. Bây giờ hoặc bạn dùng let write mid kết hợp với cái hàm fill nữa. Bây giờ còn Hoàng thì Hoàng ít dùng cái đó lắm. Hoàng sẽ dùng chịu khó dò tìm. Bây giờ tôi Hoàng dùng VLOOKUP ở đây để Hoàng dò ra được cái tên mà tên hàng. Đó, tức là Hoàng dò được cái tên hàng này F4 2 0 thì nó sẽ bằng gì đây? Bằng bằng với cái đèn đèn chó. Nó đèn chó lớn chụp mica. Đó, ra được cái chữ này luôn. Rồi điều kiện thứ nhất, tức là hàng dò tìm trong bảng này nè, ra kết quả, sau đó hàng đem so sánh coi nó bằng với cái chữ đèn chó lớn này không. Đó, nếu đúng thì hàng tiếp tục kiểm tra tiếp là sau ngày 3 tháng 6 2015, tức là ngày bán nè. Sau tức là lớn hơn. Nó để so sánh ngày tháng năm thì dùng DAT nha. Năm 2015 tháng 6 ngày 15. Đó, người ta yêu cầu bạn sau ngày 3 tháng 6 nha, ngày 3 tháng 6. Giả sử này là chút xíu, ngày 3 tháng 6 năm 2015. Đó, thì bạn kết thúc hàm end. Đó, thì điều kiện này đúng thì bạn như đây. Bạn được giảm bao nhiêu à? Bạn được giảm 5%, 5% đang tính giảm giá nên nhân con số nhỏ, ngược lại là 0. Và lưu ý nè, cái này thì bạn ra được gì đây? Bạn ra được cái giảm giá đó, tức là có giảm giá hoặc là không giảm giá. Được chưa? Mình ra được một vấn đề. Bây giờ tức là điều kiện này là gì? Nếu nó bằng đèn chó lớn chụp mica và cái bán là sau ngày 3 tháng 6. Giờ sau ngày 3 tháng 6 thì giảm 5%. Đây, người ta yêu cầu điều kiện là ngày 3 tháng 6 mà. Đó, giảm 5%. Nhưng mà ở này người ta yêu cầu phải đem nhân cho số lượng nữa các bạn. Đó, đây. Và nhân cho đơn giá nữa. Và đơn giá các bạn lưu ý nè, bạn để ý nè, đơn giá này á nó là gì đây? Đơn giá này các bạn lưu ý nha. Cái này á thì nó là chữ nha. Nó là chữ nha. Nên bạn phải dùng hàm để lấy ra số bằng cách ở đây. Và phải biến đổi cái dấu chấm nè thành dấu phẩy này thành dấu chấm. Tại phân cách hàng ngàn của Hoàng dùng là dấu chấm. Giờ cái này là dấu phẩy. Nên đây Hoàng sẽ dùng như sau. Đó, cái value là cái đầu tiên. Rồi bây giờ Hoàng lấy ba ký tự này, Hoàng lấy led. Nó ba ký tự. Được chưa? Đó, Hoàng lấy ba ký tự ra. Nó Hoàng sẽ ra được. Ở đây các bạn thấy là toàn là ba ký tự không? Đó, nó ra ba ký tự. Sau đó Hoàng ghép nối với cái dấu chấm. Nó Hoàng ghép nối với ba ký tự tiếp theo là mid. Đó, mid. Mid của gì đây? Mid của ký tự bắt đầu lấy á, của hàng ở đây á. Được chưa? Nó hoặc là bạn dùng right cũng được. Nó mid ở đây nè, ký tự bắt đầu lấy là ký tự thứ 5. Đây là 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó và lấy ba ký tự. Được chưa? Và hàng đóng hàm lại, nguyên cái này được chuyển thành value. Nó các bạn lưu ý, nguyên cái này được chuyển thành value nha. Được chưa? Đây. Value nè, nguyên cụm nè. Đó, enter. Đây. Đây kéo lớn lên chút xíu cho dễ quan sát nè. Đây, bây giờ Hoàng copy cái nè. Hoàng copy cái này để cho các bạn thấy để nó ra được con số. Được rồi, bằng nè. Đó, đây, ra số 3 mà bạn thấy không? Đó, nó phải ra số được. Đó bạn thấy. Cái công thức này nè, cái value mà. Value nè, Hoàng lấy ba cái từ này, sau đó Hoàng ghép nối dấu chấm nè và ghép nối với gì? Với cái mid nè. Đó, để Hoàng làm sao biến cái này thành con số nha, tại vì đây là chữ nha. Rồi, các bạn thấy nè. Đó, đây, Hoàng lấy gì?
lấy số lượng này nhân cho cái value là đơn giá nè. Đó, bạn nào không làm được cùng lúc á thì bạn tách này ra, sau đó bạn copy đem qua. Đó, được chưa? Rồi, bạn enter ha. Sau đó bạn sao chép công thức xuống. Sau đó bạn sao chép công thức xuống nha các bạn. Lưu ý đây là cột giảm giá. Được chưa? Rồi, tiếp tục là cột gì đây? Tiếp theo là cột thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá cộng giảm giá. Được chưa? Và cái này nãy Hoàng có làm rồi, cái cột thành tiền nè. Nó tức là cái này là Hoàng là gì đây? Là cái đơn là số là cái gì đây các bạn? Là cái đơn giá nè. Được chưa? Lấy đơn giá nè. Nó được chưa? Hoàng đem nhân cho số lượng Hoàng ra được thành tiền nè. Được chưa? Đó, và nguyên này Hoàng cộng đặt trong ngoặc nè. Nó được chưa? Đây là số lượng nè, nhân cho đơn giá nè. Sau đó người ta yêu cầu là trừ cho giảm giá. Được chưa? Người ta yêu cầu trừ hay cộng à? Người ta yêu cầu nói là cộng giảm giá. Ủa? Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá cộng giảm giá, ngộ vậy. Được chưa? Đó, cộng giảm giá. Được chưa? Đó, cộng giảm giá thì bây giờ người ta ghi cộng giảm giá thì mình ghi cộng giảm giá thôi các bạn. Đó, đúng ra này phải là trừ giảm giá mới đúng. Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá cộng cho okay, giảm giá thì mình làm theo cộng giảm giá. Được chưa? Sau đó mình sao chép một thực số. Được chưa? Đó. Thì các bạn thấy nè, hồi nãy nè, cái chỗ này là cái value này Hoàng đã giải thích rồi. Nào, Hoàng cũng giải thích lại. Giờ tức Hoàng làm sao đó để biến cái này thành con số. Được chưa? Rồi sau đó sao chép xuống. Rồi tiếp theo là ghi chú. Ghi chú người ta nói rằng à, định dạng cái đơn giá và thành tiền này nó là đồng. Đó, đơn giá này có đồng rồi. Đó, nhưng mà ở đây là chữ này, lưu ý nè, cái này là chữ nha. Đó, chữ này thì không có định dạng được nữa rồi, nên Hoàng chỉ định dạng cái thành tiền này thôi. Đó, lấy chụp phải format cell ha, người ta là chữ đồng để bạn khó tâm nè. Và Hoàng đánh dấu thăng nè, chấm 1, 2, 3 dấu thăng, tại vì máy Hoàng sử dụng là dấu chấm là hàng ngàn, ghi chữ đồng vô các bạn. Đó, nhớ chữ đồng là trong ngoặc kép. Được chưa? Ngoài đơn vị, ngoài cái đô la ra, tất cả đơn vị khác bạn muốn ghi vô được giống như này thì bạn đặt trong ngoặc kép dùm Hoàng, và đặt trong ngoặc kép dùm Hoàng nha. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn là xong rồi. Người ta ghi chú các bạn gì đây? Giảm giá nó khác không thì có giảm giá, ngược lại để trống. Được chưa? Đó. Thì đây bằng if nè. Đó. Nếu cái giảm giá khác không hay gọi là lớn không nè các bạn. Đó, tức là bài này chỉ cần lớn không thôi. Đó, tại vì giảm giá không có âm. Được không ạ? Đó, thì bạn gì? Bạn ghi chữ là có giảm giá. Và ngược lại mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép và bằng enter. Đó, sau đó bạn sao chép công thức xuống. Dạ, câu này khá dễ ha. Đó, được chưa? Rồi, câu tiếp theo người ta yêu cầu bạn là gì ạ? Sắp xếp tăng dần mã hàng, giảm dần số lượng. Đó, tăng dần mã hàng và giảm dần số lượng. Đó, data, sort, mã hàng, số lượng. Số lượng, tăng dần mã hàng và giảm dần số lượng. Có sử dụng tiêu đề my data được chat vô. Được chưa? Câu tiếp theo. Thống kê. Đây, thống kê tổng số lượng. Đó, thống kê tổng số lượng thì các bạn dùng đó là hàm sum if. Đó, và ở đây có một điều kiện thôi. Đó, đây, tổng số lượng thôi, nó không có gì hết. Được chưa? Thì mình dùng hàm đó là hàm sum if, tại nó có một điều kiện. Đầu tiên nó là range, là vùng điều kiện. Ở đây là điều kiện mình là chữ đèn chống thấm. Bạn kiếm mà bạn chính á, cái cột nào mà trước chữ đèn chống thấm bạn quét. Đây, cái bảng này. Đó, F4 chấm phẩy. Điều kiện mình là chữ đèn chống thấm. Các bạn là chữ đèn chống thấm so với cái vùng mình quét nè, thì nó nằm phía trước. Đó, nên chọn ô này. Khóa cột, đô la là trước chữ. Ghép nối, phía sau nó có nhiều ký tự, bạn dùng dấu sao để đại diện. Chấm phẩy, tức là bạn dùng dấu sao để đại diện cho nhiều ký tự phía sau này các bạn. Đó, tiếp theo là vùng tỉnh tổng. Bài này tổng số lượng, bạn quét cột số lượng, nhớ F4, đóng ngoặc lại, enter. Đó, và bạn sao chép công thức số. Được chưa? Rồi, xong ha các bạn. Thì đây Hoàng vừa hướng dẫn cho bạn xong đề thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản của trường Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Mã khóa thi đó là 234. Được chưa? Mã đề 1,